khi các thế lực thù địch luôn tìm cách chống phá, hạ bệ nền tảng tư tưởng của Đảng, khi sự nghiệp bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, vận mệnh dân tộc gặp phải những thách thức, khó khăn chưa từng có. Khi đó, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là cuộc chiến của những người cầm bút, cuộc chiến giữa thời bình. Báo chí là chính trị, là tuyên truyền chính trị, đặc biệt quân đội đấu tranh mạnh mẽ hơn nữa về bảo vệ cái nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ cái truyền thống của quân đội. Đây là trận địa của ta, riêng ta là có ưu thế mạnh nhất. Với ý thức và trách nhiệm ấy, tháng 4 năm 2021, Báo Quân đội Nhân dân phát động cuộc thi báo chí bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới lần thứ nhất. Cuộc thi nhằm tiếp tục quán triệt, thực hiện nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị khóa 12, là sự nối tiếp truyền thống đấu tranh bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, nhà nước và nhân dân của tờ báo chính trị hàng đầu. Báo Quân đội Nhân dân ngay từ nhiều năm nay đã là một trong những cơ quan báo chí xung kích đi đầu trong cái công tác đấu tranh phản bác những cái quan điểm sai trái thù địch. Khi Báo Quân đội Nhân dân phát động cái cuộc thi thì có thể nói là đây là một cái bước tiến mới, một cái sáng tạo, một cái cố gắng rất lớn. Sau một năm phát động, cuộc thi đã nhận được hơn 500 tác phẩm đến từ 30 cơ quan báo chí, mà tác giả chính là các chuyên gia, nhà khoa học, nhà lý luận, tướng lĩnh, các phóng viên, nhà báo chuyên nghiệp, đông đảo độc giả trong và ngoài nước. Đề tài các tác giả lựa chọn phân tích chính là những vấn đề căn cốt, hệ trọng liên quan đến sự sống còn của Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa. Những vấn đề luôn bị các thế lực thù địch lợi dụng xuyên tạc, chống phá dai dẳng như dân chủ, nhân quyền, dân tộc, tôn giáo, xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, phi chính trị hóa quân đội. Rất nhiều bài có tính bút chiến rất là sâu sắc và như các bài đều được cô đọng, xúc tích, có tầm khái quát rất cao, gắn chặt với đời sống bộ đội, với nhiệm vụ chức năng của quân đội và lại phù hợp với lại cái nhận thức hiểu biết của nhân dân, cho nên chính vì vậy được bạn đọc trong toàn quân, toàn quốc tham gia hưởng ứng. Với tinh thần công tâm, trách nhiệm, Hội đồng sơ khảo và Hội đồng trung khảo cuộc thi đã lựa chọn được các tác phẩm xuất sắc nhất để trao 1 giải nhất, 5 giải nhì, 7 giải ba, 15 giải khuyến khích. Quan trọng hơn, cuộc thi báo chí bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới đã thổi một luồng gió mới, nêu cao ý thức trách nhiệm, tạo nên một phong trào bảo vệ các giá trị cốt lõi của quốc gia, dân tộc trong giới báo chí, nước nhà. Thông qua cuộc thi này nó tạo ra một cái sự lan tỏa. Và tôi nghĩ rằng là vấn đề nó không chỉ mang nội dung mà nó còn mang cái ý nghĩa là bồi đắp niềm tin, đồng thời là thể hiện được tiếng nói của các tầng lớp nhân dân trong một cái sự kiện rất là quan trọng. Cuộc thi sẽ góp phần to lớn cho việc phát triển cái ý tưởng bảo vệ cái nền tảng tư tưởng của Đảng, đặc biệt trong giai đoạn đổi mới và trong cái môi trường kinh tế xã hội có nhiều biến động hiện nay. Tôi cũng mong muốn được đóng góp một phần nhỏ bé với tư cách là một doanh nghiệp và mong muốn là được tham gia lâu dài của tỉnh này. Sự nghiệp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng không của riêng ai, tất cả chúng ta với tình cảm và trách nhiệm trước Đảng, trước Tổ quốc, trước nhân dân đều phải góp phần gìn giữ và bảo vệ những giá trị cốt lõi của chế độ và dân tộc. Đó chính là thông điệp cuối cùng mà ban tổ chức muốn truyền tải thông qua cuộc thi này.